Vâng, chúng ta quay trở lại với cả game thứ 7 của trận của ngày hôm nay. Thưa các bạn, hiện nay tỷ số đang là 4-2, 4-2 nghiêng hoàn 4-2 nghiêng về Mousesport. Và hiện nay sau trận thắng vừa rồi của Crank, Mousesport đã cử ra Hero Marine, một game thủ Terran mà chúng ta đã gặp ở trong series Daily Stream của chúng tôi. Và hiện nay trận đấu này diễn ra ở trên map Whirlwind. Trên màn hình của tôi hiện nay đó là Protoss, người vừa chiến thắng ở trong trận đấu vừa rồi. Vị trí xuất phát của anh ấy là ở hướng 2 giờ và đối diện ở phía bên kia map đó là Hero Marine, game thủ Terran của chúng ta. Và hiện nay ở trong và cát với cả tôi ngày hôm nay thì không có ai cả, chỉ có mình tôi mà thôi. Game One Million đã có một chút việc riêng và đã không thể tiếp tục tham gia cùng tất cả chúng ta được. Ở trên trận đấu này, ở trên cái trận đấu này, thưa các bạn, chúng ta có thể thấy là có hai game thủ ở hai vị trí chéo nhau hoàn toàn như thế này, hai cái vị trí rất là đẹp để có thể là có những pha macro game rất là hoành tráng. Vâng, và chúng ta vừa thấy một những cái pha chấm chấm trên bản đồ vừa rồi, chẳng hiểu nó là để chấm chấm cái gì, rất là khó hiểu, thưa các bạn. Protoss đang đưa quân đội. Hiện nay Protoss đang đưa con probe của mình đi để có thể là scout ở cái vị trí mỏ này, thì chắc chắn là sẽ không gặp nhau đâu. Tuy nhiên là ở vị trí mỏ thứ hai sẽ rất may mắn, cho nghĩa là anh ấy đã nhìn thấy sớm thôi, cái mỏ mỏ của đối phương sớm thôi. Hiện nay thì Terran của chúng ta đang xây một barrack để có thể là ở phía bên ngoài này để tiến hành wall in lại. Tuy nhiên là vẫn chưa tiến hành ăn ga. Hiện nay thì command center đã được bắt đầu nâng cấp được lên orbital command rồi. Bên kia thì Protoss của chúng ta sau khi mà đặt xuống cái Cybernetic Core thì đã quyết định là ăn mỏ ga thứ hai cho mình. Hiện nay thì cả hai mỏ đều có hai probe khai thác, tổng cộng là 4 probe đang được sử dụng để khai thác ga, thưa các bạn. Con số này có thể nói là một con số khá là đẹp trong lúc đầu game, khi mà các game thủ Protoss muốn vừa có thể là vừa đủ số lượng ga để có thể là lên cả Mothership Core, có thể là lên cả Stalker cùng với cả nâng cấp mà upgrade cho Cybernetic Core. Ở đầu bên kia chúng ta thấy là Hero Marine đã bắt đầu ăn mỏ 2 cho mình rồi, thưa bạn. Mỏ 2 ở ở thời điểm này như vậy có nghĩa là anh ấy đã quyết định là bác gần như là kiểu Command Center thứ hai đang ở đây. Phía có vẻ là hình như là game thủ Protoss của chúng ta cũng đã bắt bài được cái trò này. Anh ấy quyết định ăn luôn cả mỏ 2 ở rất là sớm. Hiện nay thì Mothership Core đầu tiên đã xuất hiện rồi. Mothership Core đầu tiên đã xuất hiện ở đây rồi và có vẻ là đang được đưa đi di chuyển sang bên phần mỏ của đối phương để mà tiến hành harass. Hiện nay thì con SCV của Hero Marine vừa vừa đi ngang qua và hình như là không nhìn thấy cái con Massive Core này. Vâng, Massive Core đã được đưa ra ở vị trí RAM này, có vẻ không được sử dụng để harass rồi. Hiện nay thì Crank đang warp ra thêm một Sentry, thưa các bạn, một Sentry chứ không phải là một Stalker. Thường thì trong những cái makeup như kiểu PVT như thế này, tôi thường thấy là các Protoss sẽ tiến hành xây Massive Core cùng với cả đó là một Stalker. Massive Core sẽ được đưa ra cái vị trí ví dụ như là ở phía phía dưới này và sau đó là đi thẳng vào trong để trong main bay để có thể là tấn công. Ở phía bên ngoài thì Stalker sẽ được sử dụng để có thể là harass ở phía phía bên ngoài, cầm chân không cho đạo quân chính của Hero Marine quay trở lại để phòng thủ đạo quân chính của Terran đấy. Chứ không phải là ở trong cái trận đấu này. Và như vậy là Mothership Core sẽ rất dễ dàng để có thể là harass SCV ở bên trong. Tuy nhiên ở trận này chúng ta lại không hề thấy cái điều đó. Hiện nay thì ở trên bản đồ chúng ta thấy là Crank đặt xuống một cái Proxy Pylon ở vị trí phía bên này. Vị trí này khá là đẹp, thưa các bạn, khá là gần mỏ 2 của đối phương. Và nếu như mà Hero Marine mà không đưa một một Marine nào đó đi qua thì để mà scout được cái warp gate cái pylon này thì rất có thể là sẽ có những pha thí dụ như là HT à không phải thí dụ như là DT lao vào nhà rất dễ dàng. Hiện nay thì Terran của chúng ta đang tiến hành nâng cấp Steam Pack, thưa các bạn. Nâng cấp Steam Pack đã được khoảng tầm 30% rồi.
Cùng với đó anh ấy đang bắt đầu nâng cấp cộng một attack cho mình. Cái factory ở ngay bên cạnh này thì đã sắp sửa hoàn thành rồi. Vâng, một cái bóng bóng một Phoenix đã bắt đầu đã đi ngang qua và đã phát hiện ra ra factory rồi, phát hiện ra mỏ hai, phát hiện ra rất nhiều thứ mà anh ấy cần cần phải nhìn thấy. Bây giờ Phoenix đã quay lại, sẽ nhìn thấy starport và sẽ nhìn thấy starport này sớm thôi, thưa bạn. Nhìn thấy starport ở thời điểm này có nghĩa là Terran của chúng ta sẽ tiến hành là lên MMM rất rất sớm. Hiện nay ở cái vị trí này đang có một một con Overseer đang được đứng Observer, thưa bạn. Observer đang được đứng ở cái vị trí này. Như các bạn theo dõi trận đấu trước của ngày hôm nay thì các bạn nhớ rằng là game thủ Terran thường đặt cái Mr. Turret ở cái vị trí này, ở vị trí ngay bên cạnh, ví dụ như là ngay cạnh cạnh cái bunker này, để có thể là hỗ trợ phát hiện tàng hình. Observer được đứng ở đây có vẻ là cũng khá khá là an toàn, tuy nhiên nếu như mà đứng sát thêm một chút nữa thì sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Hiện nay thì Protoss của chúng ta có vẻ là anh ấy đang đắp ở upgrade, thưa các bạn. Hai fork ở vị trí dưới mỏ hai này đang được nâng cấp cộng một attack cộng một armor. Cùng với đó là Colo, con Colo hình như con Colo đầu tiên, thưa bạn. Con Colo đầu tiên đang bắt đầu được train ra, đang bắt đầu đầu quá ra rồi. Đang có khá nhiều gate, thưa các bạn, khá nhiều gate đang được xây. Ba gate, tôi thấy có thể tổng số là ba gate đã được xây ra. Và không biết là Crank có tiếp tục là nâng cấp nhiều thứ khác không? Có không biết là có tiếp tục nâng cấp mà tầm bắn cho Colo hay không. Hiện nay thì vừa chúng ta có thể thấy là vừa có một Warp Prism đang được di chuyển phía bên này. Warp Prism này sẽ đi vào trong main bay và drop quân đội của mình vào bên trong đó. Hiện nay thì quân đội của Hellmarine đã tiến đến rất sát rồi. Hai Observer đã phát hiện ra rồi. Colo cũng đã xa ra gần ra nơi rồi. Zilot được được đã được warp thêm ra để có thể là hỗ trợ phòng thủ. Vâng, và Observer, và bây giờ con Warp Prism đang lao vào, thưa bạn. Warp Prism đang lao vào rồi. Có drop không? Vâng, anh ấy cần phải drop ngay bây giờ. Tôi nghĩ là anh cần phải drop ngay bây giờ. Ở phía nhà này tôi thấy đắc sai, thưa các bạn, đã thấy nhìn thấy đắc sai rồi. Có thể có vẻ là con Warp Prism đang chờ đắc sai hoặc hoàn thành, thưa các bạn. Tuy nhiên đắc sai hiện nay mới chỉ được có khoảng tầm 90% mà thôi, vẫn còn 10% nữa, đang rất là lâu. Nếu như anh ấy không vào vào ngay bây giờ đi thì sẽ bỏ lỡ một cái thời điểm rất là đẹp. Vâng, đã bắt đầu vào rồi, đã bắt đầu vào rồi, đã hoàn thành xong đắc sai rồi. Warp nào? Vâng, warp có 3 DT, 3 DT đã bắt đầu vào vào đến nhà rồi. Hiện nay quân đội phòng thủ rất là yếu. Không có, vâng, rất ít scan, rất ít energy để có thể là scan. Hiện nay chỉ có một pha scan mà thôi. Vâng. Ở đây vâng, đã có một cái mission turret đang đây rồi, thưa các bạn. Tất cả SCV đang được đưa ra để ôm lấy cái mission turret này. Và quân đội của Hero Marine đã quay trở về để xử lý một một con này rồi. Tuy nhiên vâng, DT thứ hai đã bị xử lý rồi, DT thứ hai đã bị xử lý rồi, và bây giờ là đang quay ra đến cái warp prism này, thưa bạn. Warp prism này vâng vẫn chưa được chuyển hóa lại, vâng đã mất, xác định là mất rồi. Hiện nay thì sau pha DT vừa rồi thì Hero Marine đã quyết định đưa quân đội của mình về để phòng thủ để tránh được những pha DT và DT Rush tiếp theo. Hiện nay Colo thứ nhất đã có mặt ở đây, Colo thứ hai cũng đã sắp sửa có mặt rồi. Hiện nay thì Crank đang ra có một lực lượng quân đội khá khủng khủng mạnh để có thể là tiếp đón được cái pha push tiếp theo này của Hero Marine. Hero Marine đưa rất nhiều, vâng, đưa đến tận bao nhiêu đây? 10 13 thưa bạn, 13 SCV đi theo, không biết là đi theo để hứng đam, có vẻ là một pha Unin rồi, thưa bạn. Hiện nay rất nhiều SCV đang được đưa lên. Anh ấy quyết định không hề quyết định ăn mỏ 3. Không không ăn mỏ ba, vâng, có vẻ Observer đã phát hiện ra ra cái ý đồ Onin này rồi, đã nhìn thấy rất nhiều SCV đang ở đây, Marine đang ở đây, có vẻ Hellbat nữa. Hellbat sẽ được đưa lên phía sau, đưa lên phía sau SCV, vâng. Vâng, tiếc rằng là SCV đi quá nhanh, thưa các bạn. Bây giờ quân đội của Hero Marine mới lên đến nơi mà thôi. Vâng, rất nhiều Sucker và Colo và Zilot đang được đứng ở đây, thưa bạn. Zilot thì rất rất và Zilot thì lại có cả đã có cả Trạc rồi, vừa có một pha drop ở đây, vâng, drop hai Hellbat, nhưng mà tuy nhiên là đã có Zilot ở phía sau để hỗ trợ phòng thủ rồi. Vâng, quân đội đang lao vào, quân đội đang lao vào, thưa bạn. Vâng, Hero Marine lại giật ra, Hero Marine chưa có quyết định combat trong cái thời điểm này, có vẻ là đã nhìn thấy cái Nexus được chuyển hóa thành Proton Overtrack rồi. Pha drop vừa rồi hình như là vừa bị hủy rồi, thưa bạn. Hai Hellbat đã được đưa trở lại. Vâng, combat đang lao vào và hai, vâng, và hai Medivac đang giải giải quân ở ở vị trí phía sau này. Vâng,
Zilord lại bị bỏ quên, Zilord đang bị bỏ quên ở phía sau, Zilord không thể tiếp cận được. Stalker, vâng, Stalker thì lại đứng ở phía trên, vâng, Zilord bây giờ mới bắt đầu chạc vào được thưa bạn. Vâng, và Colo đang làm đúng nhiệm vụ của nó, Colo quét hoàn toàn quân đội rồi, quân đội của Heromi đã bị xử lý rồi, vâng, và GG, vậy tỷ số hiện nay đã được kéo giãn lại, hiện nay tỷ số đang là 4-3 rồi thưa các bạn. Hiện nay đã tỷ số đang là 4-3.